Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy cho Sâu xin một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện từ lúc bắt đầu liền vô địch, tập 3, tiếp theo tập trước, sau khi mên có hệ thống. Hắn đã cho đi bán muối lý mặt thẹo, cứu được cô nàng Linh Bảo Nhi. Lúc này, nàng ta muối bái mên làm sư phụ, tiền bối. Ngươi đối với ta có ân cứu mạng, cho dù không thu ta làm đồ đệ. Cũng hãy để ta bên cạnh ngươi ta nhất định sẽ phục vụ ngươi thật tốt, tiền bối chính là bắt đùi vàng, nhất định phải ôm cho bằng được, nàng ta thầm nghĩ không được để chạy thoát. Không cần, ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, ta cũng muốn thu lắm, nhưng bây giờ ta đang dựa vào vô địch lĩnh vực. Thu đồ rồi lấy cái gì dạy cho nàng, hắn cũng rất lấy làm bất đắc dĩ, ngoài lĩnh vực, hắn chẳng có cái gì cả, tu vi thì lại càng không. Chẳng lẽ lại dạy nàng chơi mạt trược, đấu địa chủ, nhưng mà nàng ta vẫn bám chặt, đi mà, chẳng lẽ lại dây hư nàng, hắn bất lực. Nhưng mà, vấn đề hiện giờ là, ở trong vô địch lĩnh vực thì không ăn không uống được, muốn ăn uống phải đi ra ngoài tìm, ta lại không có tu vi. Ra ngoài chính là chết, sư phò, người không thu ta thiệt sao, nàng dở chiêu ăn vạ ra, nước mắt long lanh, khiến mên cũng có chút dao động. Thu làm công cụ cho mình, đi tìm đồ ăn, tìm đồ uống cũng không tệ, hơn nữa ta có vô địch lĩnh vực, dù sao cũng không giống ai kia yếu đuối hơn đồ đệ mình. Nếu oa tử, lão phu ngang dọc tiên giới vạn vạn năm, người muốn bái lão phu làm sư đều muốn vượt qua lục đạo luân hồi ngươi có tư cách gì để ta thu ngươi làm đồ đệ thế là hắn liền giả vờ là một lão đầu tử sống vạn năm để lừa cô nàng chẳng qua ngươi và ta hữu duyên vậy lão phu liền cho ngươi một cơ hội miễn cưỡng thu ngươi làm đệ tử ký danh sau khi ngươi thông qua khảo nghiệm lão phu lại chính thức thu ngươi làm đồ đệ điều này làm cho linh bảo nhi vui mừng khôn xiết lập tức quỳ gối chồng mông đệ tử bảo nhi bái kiến sư phụ tốt quá rồi nếu có sư phụ dạy bảo thực lực của mình sẽ tăng cao nàng cảm thấy vui vẻ bắp đùi vàng đã có sau này có thể lên mặt với đời rồi nha tinh túc chủ cùng linh bảo nhi khóa lại quan hệ sư đồ ban thưởng 100 điểm lĩnh vực trị đơn giản quá a à. thu đồ đệ cũng thu được lĩnh vực trị hay đúng lúc lắm vậy là có thêm một phương pháp mở khóa lĩnh vực rồi hắn cười sung sướng làm linh bảo nhi có chút hơi ghê ghê sư phụ người sao vậy cụ ừ, sư phụ đã bao lâu rồi người chưa tắm thế người hắn bốc mùi khủng khiếp rồi đi đem cái vạc lớn này đặt ở ngoài miếu, làm cho nó chứa đầy nước, lát nữa sư phụ dùng để tắm rửa, thế là Trần Trường An liền sai nàng đi làm việc. Vâng, sư phụ, nàng đi ngay lập tức, lúc này, hắn liền ngửi nách xem thử, có thật là thúi như vậy không? Nhưng mà sau đó, thì chính hắn cũng ngất xỉu với cái mùi hôi nách của mình, tí thì bay màu. Lúc này, ở bên ngoài miếu, trời đang đổ mưa tầm tã, Linh Bảo Nhi vác cả cái vạc lớn ra bên ngoài để hứng nước, đột nhiên có cái gì đó, khiến cho nàng giật mình thì ra ở bên ngoài rừng cây xa xa yêu khí ngập trời cùng với đó một ánh mắt xanh lẻ đang nhìn chầm chầm vào nàng Mên đang gặp gà thì đột nhiên linh bảo nhi từ bên ngoài hớt hải chạy vào sư phụ không xong rồi bên ngoài có một đầu hồ yêu kim đan kỳ đánh tới sư phụ nghe thấy vậy trần trường an hai mắt phát sáng đây không phải lĩnh vực chị tự dâng đến miệng sao nhanh cùng vi sư đi săn hồ nào hắn vui vẻ tung tăng nhảy nhót ở bên ngoài hồ ta đang chầm chậm bước tới a à, là một hổ yêu kim đan kỳ. Ta bị một mùi thơm hấp dẫn đến đây, nhưng lúc ta đến đây, lại thấy nam nhân kia dùng nắm đấm lớn đánh chết một con quỷ, cũng hốt luôn một người. Mày ơi, đáng sợ quá, hù chết tiểu miêu ta rồi, meo meo, hóa ra hổ ta đã chứng kiến từ đầu, nên bây giờ rén lắm, bảo sao lại không tập linh bảo nhi, lại để nàng chạy vào báo cáo. Ta vốn là muốn đi, nhưng mùi thơm đó cứ sộc thẳng vào miệng ta, khiến cho nó cứ mãi nỡ không rời bước được. Kha 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 không có mùi sao có thể dụ hổ yêu tấn công vào đây được bây giờ không gì có thể ngăn cản được sức hấp dẫn của trường sinh thể trần trường an liền đi tới biên giới lĩnh vực liền dừng lại sau đó thò tay ra bên ngoài làm cho tiểu diên nhi khó hiểu thắc mắc sư phụ người đang thi triển bí pháp gì vậy vừa hay kiểm chứng xem lão đầu tử có bày cấm chế trên người ta không vô địch lĩnh vực có thể ngăn cản được khí tức trường sinh thể trên người ta hay không hắn thò tay ra mùi trường sinh thể khiến hổ không cưỡng được thơm thơm quá ta không chịu nổi nữa thế là nó liền như tên bắn hướng tới mên mà tấn công thấy cảnh này linh bảo nhi sợ hết hồn a à, sư phụ cẩn thận cấm chế lão đầu tử bày trên người mình đã mất tác dụng rồi vô địch lĩnh vực vẫn ngăn được khí tức trên người ta nhưng có ngăn được hoàn toàn hay không còn cần phải kiểm chứng thêm linh bảo nhi lúc này gấp gáp lắm rồi nó xông lại kìa sư phụ còn mên vẫn đang chìm đắm trong suy tư suy cho cùng linh bảo nhi lại không có bất kỳ phản ứng gì với mùi trên người ta cũng có thể là do ta lâu rồi chưa tắm mùi hôi đã che đi tóm lại tu sĩ cũng không phải là yêu mà quỷ quái có cái mũi nhạy bén như thế hồ yêu kim đan kỳ động thủ đi sư phụ nàng thúc giục sư phụ nhanh không bay màu bây giờ hồ yêu ta hôm nay có bị ngươi đánh cho tàn phế chết tại đây ta cũng phải ăn cho bằng được cái con này bị trường sinh thể làm cho ngu người rồi đi bán muối rồi thì còn ăn được nữa không đột nhiên lúc này nó khựng người lại không biết sao lại không di chuyển được nữa ơ ờ, meo meo sao vậy nó kinh ngạc mà ngay cả Linh Bảo Nhi cũng không hiểu ra sao cả, tiểu lão hổ này có ý xấu gì nhỉ, à, nó chỉ muốn ăn thịt người thôi, đáng tiếc, ngươi nghĩ là ăn được ta, nhưng lại xa vào lưới, tiểu lão hổ, mên đắc ý cười, lúc này tiểu Diên Nhi rất sùng bái hắn, sư, sư phụ, là người làm cho hổ yêu kim đan kỳ đứng bất động hả, lúc này, hắn liền sai cô nàng, ừm, chuyện đó nhỏ thôi, đồ nhi, mau đem tiểu miêu này làm thịt. Nghe cái tiếng dạ của Linh Bảo Nhi, làm cho tiểu hổ khóc dòng hai hàng nước mắt, run như cầy sấy, nhưng mà cô nàng đâu có để ý, rút ngay ra thanh kiếm của mình. Quả nhiên bái sư là lựa chọn sáng suốt, ta nhất định phải ôm chắc bắp đùi sư phụ, nàng âm thầm sung sướng với quyết định sáng suốt nhất cuộc đời nàng từ lúc đẻ ra tới giờ. Hay ra, nàng ta dồn sức chém, nhưng mà thanh kiếm của nàng chạm vào tiểu hổ thì liền nứt vỡ. Sư phụ, nàng có chút xấu hổ, rón rén gọi mên. Đưa kiếm cho ta, xem cho kỹ, Trần Trường An liền tự mình ra trận đối phó với tiểu lão hổ này. Lúc này, Lão hổ ngoài bị định thân, còn không thể mở được miệng để cầu xin, Mên liền tung một chém cho nó bay màu. Chỉ một chém, giống như xẻ đôi thiên địa cũng được, chứ nói gì một tiểu yêu kim đan kỳ. Túc chủ cho đi bán muối hổ yêu kim đan bát trọng thiên nhận được 800 điểm lĩnh vực trị, điều này làm Mên cũng khá vui vẻ, thu hoạch được cũng không tệ. Tiểu Linh Bảo Nhi lúc này triệt để sùng bái hắn rồi, thật là lợi hại, sư phụ lại một kiếm là giải quyết xong. Hệ thống tiếp tục thông báo, điểm lĩnh vực trị hiện tại đã đủ có thể tiến hành thăng cấp hệ thống vô địch lĩnh vực. Đồ nhi, thi thể hồ yêu giao cho ngươi xử lý, nhớ kỹ, giống như mổ heo, đem thịt cắt thật gọn, hắn liền giao nhiệm vụ làm thịt cho cô nàng, còn mình phải đi thăng cấp hệ thống. Hệ thống còn có thể thăng cấp, hệ thống tăng cấp xong thì có gì, lúc này hệ thống giải thích, phiên bản trước mắt của hệ thống là 1.0, chức năng, thực lực vô địch. Kiểm tra thấy túc chủ đã đủ lĩnh vực trị, tiêu hao 800 điểm lĩnh vực trị, có thể thăng cấp thành phiên bản 2.0 mở ra chức năng mới. Vạn vật sinh linh. Đúng rồi, hồ tiên là đồ tốt, cất kỹ cho vị sư, đừng để mất, chẳng hiểu hắn muốn làm gì với cái bộ gân này, nhưng mà phận làm đệ tử, phục tùng là được, a, à, biết, biết rồi sư phụ. Vạn vật sinh linh, là kỹ năng gì đây? Sau khi thăng cấp lên phiên bản 2.0, Túc chủ sẽ biết, hệ thống này cũng quá là cứng đầu rồi, được rồi, vậy cứ thăng cấp đi. Tiêu hao 800 điểm lĩnh vực trị, thăng cấp hệ thống 2.0, hệ thống đang trong quá trình thăng cấp, vui lòng đợi. Tinh Hệ thống thăng cấp thành công, phiên bản hiện tại của hệ thống là 2.0, mở ra chức năng vạn vật sinh linh. Sau một hồi xem xét kỹ cái chức năng này, mên kinh ngạc, đậu mùa, kỹ năng này, quá ngưu bước đi. Tập 4, lúc này hệ thống hiển thị thông tin về chức năng vạn vật sinh linh của version 2.0 có thể điểm hóa sinh cơ vạn vật. Để nó sinh ra linh trí, trừ cái đó ra, cũng có thể nắm giữ tất cả mọi thứ trong phạm vi lĩnh vực. Trần Trường An liền sai Linh Bảo Nhi, Đồ Nhi, ra ngoài hái cho ta hai gốc cỏ nhỏ vào đây, hả? À, à được. Mặc dù nàng có chút giật mình nhưng vẫn phục tùng vô điều kiện, ta muốn xem thử vạn vật sinh linh này nó mạnh đến cỡ nào, hắn thẩm nghĩ. Một lát sau, Linh Bảo Nhi ra ngoài đã quay về, "Sư phụ, cỏ đây ạ." À? Trần Trường A nhận lấy bắt đầu thử nghiệm chức năng mới. Nhưng mà khi quay lại thì thấy Linh Bảo Nhi đang nước dãi chảy ròng ròng, nhìn chăm chú về phía hắn, "Đồ, đồ đồ Nhi, ngươi bị sao thế?" Mên chột dạ. "Sư, sư phụ" hai gốc cỏ này sao bỗng nhiên biến thành linh dược cấp bậc linh thảo rồi nàng bám lấy tay hắn đôi mắt long lành vội cái gì tránh sang một bên hắn liền đẩy nàng ta ra thầm nghĩ chuẩn bị như vậy rồi không biết có được không sau đó linh bảo nhi liền quên cả nhiệm vụ làm thịt hổ cứ mon men bên cạnh men ú òa các kiểu đừng có làm ồn men có chút đau đầu với cô nàng một hồi sau từ cái cây linh thảo ban đầu bây giờ đã phát triển có linh tính rồi một cái linh thật đáng yêu Điều này làm cho Linh Bảo Nhi kinh ngạc lắm. Ôi vãi lúa, hóa hình rồi, sư phụ, hóa hình rồi kìa. Nhưng mà nghe giọng nàng hét làm cho bé Linh Thảo hơi có chút hoảng sợ. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, hú nó sợ rồi kìa, mê nạt Linh Bảo Nhi một trận. Kế tiếp chính là, viên này vi sư tặng ngươi làm lễ bái sư, đan dược này ẩn chứa sinh mệnh tinh khí. Nhanh dùng đi, vi sư hộ pháp cho ngươi, hắn biến cái Linh Thảo còn lại thành một viên đan dược, đưa cho Linh Nhi. Sư phụ, Đồ Nhi nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài, nàng hớn hở cảm tạ hắn, còn hắn thì lúc này đang quan tâm tới bé Linh Thảo, sau này gọi ngươi là tiểu vĩ ba nha. Sư phụ thật lợi hại, chỉ với một gốc cỏ dại bình thường sư phụ lại tiện tay hóa thành linh đan, Linh Bảo Nhi càng ngày càng dụng chứng với Trần Trường An rồi. Sau đó, nàng liền sử dụng viên đan dược sư phụ đưa cho, ơ, ờ, ta đột phá rồi, nàng kinh hãi. Linh Bảo Nhi từ trúc cơ tầng 6 đã đột phá lên trúc cơ tầng 7, ban thưởng túc chủ 50 điểm lĩnh vực trị, Hệ thống thông báo lại làm cho Minh ngạc nhiên, lại biết thêm một cách kiếm điểm nữa rồi. Như vậy cũng được nữa hả? Hắn nhìn Linh Nhi như nhìn thấy chân bảo vậy. Bởi vì túc chủ khóa lại quan hệ thầy trò cùng Linh Bảo Nhi, chỉ cần Linh Bảo Nhi đột phá cảnh giới, liền sẽ vì ký chủ cung cấp lĩnh vực trị tu vi càng cao, ban thưởng càng nhiều. Hệ thống lên tiếng giải thích cho hắn. Thu được lĩnh vực trị, vậy là ta sau này chỉ cần thu thật nhiều đồ đệ, sau đó đốc thúc tu vi bọn chúng không ngừng tăng lên như vậy lĩnh vực của mình sẽ không ngừng rộng ra hay sao Mên đang mơ mộng về cái ngày đệ tử nhiều như lá mùa thu hắn chỉ ngồi một chỗ hưởng lợi không làm mà cũng có ăn vạn vật sinh linh là chức năng đầu tiên hữu dụng như vậy rồi không biết chức năng thứ hai thì sao nhỉ ôi mà nó đột nhiên lúc này một thanh kiếm từ trên trời rớt xuống xuyên qua nóc miếu cắm thẳng xuống phía trước mên làm hắn hốt hoảng sư phụ đây đây có phải chính là tiên bảo hàng thế không linh nhi hấp tấp hỏi tiên bảo tiên bảo là gì Sư phụ, người không biết sao, tối qua không biết vị đại năng nào dùng một quyền phá thiên tạo ra một cái lỗ bự chẳng như thế này này này. Phụ thân ta đi thăm dò, lúc về có nói là có một tiên kiếm thoát ra từ cái lỗ đó, hiện giờ mọi người khắp nơi đều đi tìm nó. Như vậy à, tiếc ghê, ta lại không thể thấy tận mắt, tiếc lắm luôn ý, hai thầy trò bàn luận sôi nổi. Sau đó, mê liền đi tới cầm cái thanh kiếm hoen dỉ kia lên xem xét, hùng, kiếm này yếu vậy sao, dùng vạn vật sinh linh chữa trị xem sao. Wow kiếm này đẹp quá sau khi sử dụng hệ thống chữa trị thanh kiếm này đã hiện ra với dáng vẻ ban đầu của nó đây chẳng phải là thanh tiên kiếm bản mệnh của vị tiên tôn nào đó hay sao sau khi dùng vạn vật sinh linh chữa trị quả thật là có mạnh lên không ít nhưng nếu như ta muốn bẻ gãy thanh kiếm này chỉ cần hơi dùng sức là được kiếm này vô dụng với ta tiên kiếm chỉ vậy thôi sao mái nhà anh ở trong lĩnh vực thì anh là nhất thích à cho ngươi đó hắn thấy linh nhi thèm nhỏ dãi thanh kiếm thì liền vứt cho nàng làm cho linh nhi sung sướng a à, tạ ơn sư phụ nhưng mà khi chụp lấy thì khí linh bên trong thanh kiếm dường như muốn nuốt chửng cô nàng khí tức áp bức quá mãnh liệt kinh kinh khủng quá lực lượng kinh khủng như thế mà sư phụ không để vào mắt rốt cuộc là thực lực của sư phụ mạng đến trình độ nào sư phụ đại nhân ngài đối với ta tốt quá nàng nhìn sư phụ mà muốn dụng chứng tiếp rồi ta phải trưởng thành nhanh lên mới được một mình đảm dương một phía tương lai hầu hạ sư phụ cho thật tốt linh nhi ôm chặt thanh kiếm thẩm mỹ vi sư thể hiện tài năng một lần nữa đây nên muốn tiếp tục biểu diễn cho linh nhi xem không biết trò gì nữa đây ôi đây là ngay cả những lỗ thủng trên trần nhà cũng được sửa chữa thì ra là sửa chữa cái miếu tiên nhân rách nát này trở thành một nơi nguyên vẹn đẹp đẽ cả một vùng như một tiên cảnh thu nhỏ ở hạ giới linh khí dồi dào hoàn cảnh như vậy mới thích hợp với một thế ngoại cao nhân như ta ở lại được rồi đừng ngây người nữa cả đêm mệt rồi đi nghỉ thôi trần trường an kêu linh nhi đi ngủ còn cái thảo linh thì ngủ vắt lưỡi từ lúc nào rồi ui oa vật nhỏ này nói ngủ là ngủ liền mới vừa hóa hình còn suy yếu lắm sao đột nhiên lúc này lại có người phá vỡ nóc nhà từ trên sông vào miếu tiên nhân thấy linh nhi hắn ngạc nhiên ồ linh bảo nhi người cửu kiếm tông cẫn còn sống chủ nhân ác long quật lý bá thiên kim đan kỳ tầng 9 tên này chính là tông chủ của lý mặt thẹo đây mà hắn ngó nghiêng hồi lâu liền lạnh giọng phân phó lý kiêu ở đâu kêu hắn a đây gặp ta tiên bảo có phải ở chỗ hắn không? Thấy tên này, Linh Nhi sợ hãi trốn sau Trần Trường An, nàng lắp bắp, là, là Lý Bá Thiên, rồi tới luôn rồi kìa sư phụ ơi, người ác long quật đến báo thủ rồi. Tên họ Lý mãi không thấy người của mình, Lý Kiêu thì không thấy đâu, lại chỉ có hai người này ở đây, chẳng lẽ tiên bảo đã bị người cửu kiếm tông đem đi. Hắn cảm nhận một chút tình hình xung quanh, thì địa linh khí ở nơi này thế mà lại dồi dào như thế, chẳng trách tiên bảo lại lựa nơi này rơi xuống. Tông chủ quỷ lâu tông cửu thiên đồ, Bên ngoài, lại một tên ác đồ nữa xông vào, đám này đeo mặt nạ không rõ mặt mũi ra sao. Khắc khắc, không ngờ ở trong phá sơn này lại có bảo địa linh khí dồi dào như vậy, là do tiên bảo mang đến sao, đám này cũng cảm nhận được linh khí sung túc ở cái miếu nhỏ này. Người cửu kiếm tông tới còn đỡ, không ngờ lão độc vật cũng tới, thấy cái đám này, họ lý cũng buồn bực. Gì, linh thảo hóa hình, ông trời ơi, nơi này có linh thảo hóa hình, lúc này bọn chúng liền chú ý đến em bé linh thảo trên vai mình trời phù hộ quỷ lâu tông ta bảo địa linh thảo hóa hình ở nơi này đều là của ta mặt nạ vui vẻ xác định vật trong tay mình rồi nhưng mà họ lý không cho là đúng hắn xông tới trời phù hộ cái quần què quỷ lâu tông nhà ngươi đó lão tử đến đây trước toàn bộ đồ ở nơi này đều thuộc về ác long quật của lão tử cửu thiên đồ ngươi cút ngay cho lão tử những thứ đó thuộc về người nào không phải do lý bá thiên ngươi định đoạt hai tên này liền cãi lộn không phục thì chiến chiến thì chiến ta sợ lão già như ngươi sao, sau đó thì tuyên chiến với nhau. Này, ta nói, đột nhiên phía xa, một giọng nói vang tới, cắt đứt sự hiếu chiến của hai tên kia. Khối bảo đại này thuộc về người nào, sao lại không hỏi chủ nhân bảo điện nơi này một tiếng thế nhỉ? Thì ra là Mên lúc này lên tiếng cắt ngang, hắn là chủ nhà, mà cái đám này nói như vật của mình, không xem hắn ra gì. Đặc biệt là cái tên gì mà bá với Trả Thiên, hai tên gia hỏa các ngươi khiến cho lão tử ta bây giờ rất không vui. Hắn lạnh giọng nói, hết sức tức giận với cái đám khách không mời mà tới này. Hết tập 4, cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.